Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể các bạn đã quay trở lại kênh. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại đầu phía nam của cầu Phật Tích Đại Đồng Thành. Đây là cái cây cầu có mức vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng và được khởi công từ năm 2018. Ban đầu thì cây cầu này được người dân cũng như ban quản lý gọi là cầu Phật Tích Đại Đồng Thành. Nhưng đến thời gian gần đây thì nó đã được đổi tên thành cầu Kinh Dương Vương các bạn nhé. Như vậy là sau hơn 5 năm xây dựng, sáng ngày 11 tháng 10 năm 2023, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ thông xe cầu Kinh Dương Vương tại xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du. Các đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh dự và cắt băng khánh thành. Như chúng ta được biết thì kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất đặt tên cho cầu vượt sông Đuống nối huyện Tiên Du và thị xã Thuận Thành là cầu Kinh Dương Vương với sự đồng thuận cao của các đại biểu tham dự. Cầu Kinh Dương Vương là cầu vòm thép cao nhất nước ta cho tính đến thời điểm hiện tại và có kiến trúc độc đáo là 5 vòm chịu lực khi soi bóng xuống dòng sông. Các nhịp cầu sẽ tạo nên hình ảnh chiếc nón quai thao của người quan họ. Với tổng mức đầu tư gần 1.926 tỷ đồng, cầu Kinh Dương Vương có quy mô thiết kế hiện đại, đồng bộ cả về cấu trúc và giá trị văn hóa. Với chiều dài toàn tuyến hơn 1,5 km, cầu có điểm đầu tại địa phận xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du và điểm cuối thuộc địa phận xã Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành. Cầu Kinh Dương Vương thì được thiết kế quy mô vĩnh cửu, mặt bằng cắt ngang cầu rộng 22,5m, gồm 25 nhịp thiết kế bê tông cốt thép kết hợp vòm thép và hệ dây cáp treo vào mặt cầu, là cầu vòm thép cao nhất Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Chiều cao từ mặt cầu đến đỉnh vòm cao nhất là 67m. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm dành nguồn lực lớn với nhiều hình thức đầu tư và chính sách phù hợp để huy động nguồn lực xã hội cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Nhiều công trình giao thông quan trọng đã và đang được tích cực đầu tư xây dựng, góp phần tạo diện mạo mới, giúp tận dụng được lợi thế so sánh của tỉnh, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai. Lễ thông xe cầu Kinh Dương Vương, cây cầu có ý nghĩa quan trọng, hình thành mạng giao thông khép kín giữa các khu vực Bắc Đuống và Nam Đuống của tỉnh Bắc Ninh, kết nối vùng với các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Cây cầu là niềm tự hào, là công sức lao động không mệt mỏi của các kỹ sư, công nhân, thợ máy tham gia xây dựng dự án trong những năm qua. Để phát huy tối đa hiệu quả của công trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức bàn giao công trình đưa vào quản lý, khai thác, phục vụ nhân dân, có phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với người và các phương tiện lưu thông trên cầu. Các tổ chức cá nhân và nhân dân tỉnh Bắc Ninh cùng nhau chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, khai thác, sử dụng các tiện ích, dịch vụ tại công trình theo đúng quy định. Chung tay bảo vệ các hạng mục công trình, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát huy giá trị sử dụng bền vững của công trình, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh thực sự trở thành đô thị đáng sống trong ý nghĩ và cảm nhận của nhân dân, bạn bè các địa phương trong nước và quốc tế. Dự án cầu Kinh Dương Vương góp phần quan trọng nhằm hoàn thiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội khu vực vùng thủ đô, trực tiếp là các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang. Qua đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội khu vực, kết nối các khu di tích lịch sử khu vực phía Nam sông Đuống như Lăng Kinh Dương Vương, Chùa Dâu, Chùa Bút Tháp, Thành Cổ Luy Lâu. Với các di tích phía Bắc sông Đuống như Chùa Phật Tích, Đền Đô, Đền Đình Bảng, Chùa Tiêu, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, giao lưu với các vùng lân cận, đồng thời tạo một mạng lưới giao thông hoàn thiện đồng bộ với quy hoạch đường vành đai 4 vùng thủ đô. Với một kiểu thiết kế mềm mại và lạ mắt, có kiến trúc với 5 vòm chịu lực mang hình tượng rồng thời Lý, thân rồng cuộn hình chữ S. Cây cầu vòm thép cao nhất Việt Nam mới được khánh thành tại Bắc Ninh ngày 11 tháng 10, 2023, khiến bất cứ ai đi đây cũng muốn đứng lại để check-in. Ngay từ những cái khoảng cách đó, cách 10 km, đã có thể nhìn thấy những vòm cầu uốn lượn mềm mại trong không gian xanh ngắt của cánh đồng rồi các bạn nhé.
Cầu có kiến trúc 5 vòm chịu lực mang hình tượng rồng, cặp rồng thời Lý. Thân rồng cuộn hình chữ S ở giữa đỉnh vòm là đầu cặp rồng rất cao, đối xứng nhau. Nhưng cho tính đến thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy rằng là cái cặp đầu rồng đấy vẫn chưa được lắp. Cũng không biết là họ chưa lắp hay là không lắp, đã có sự điều chỉnh về thiết kế các bạn nhé. Cái này thì mình sẽ liên tục cập nhật trong thời gian tới để các bạn được biết. Để thi công hạng mục nhịp vòm thép, nhà thầu đã từng phải huy động cái cần cẩu nặng 800 tấn từ miền Nam di chuyển khoảng 1 tháng bằng đường thủy để ra đây để nâng và ghép vào nha các bạn nhé. Cầu Kinh Dương Vương là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Đuống bên cạnh những cây cầu như cầu Đông Trù, cầu Phù Đổng, cầu Đuống, cầu Hồ và cầu Bình Than. Và từ trên đỉnh của cái vòm thép cầu này thì người dân có thể tham quan nhiều danh thắng cảnh của Bắc Ninh như Lăng Kinh Dương Vương, chùa Phật Tích. Cầu Kinh Dương Vương có chiều dài 1.232m với tổng đầu tư hơn 1.900 tỷ. Toàn cầu có 25 nhịp, hình dáng kiến trúc cầu có 5 vòm chịu lực mang hình tượng cặp rồng thời Lý. Thân rồng cuộn hình chữ S mềm mại, uyển chuyển, vườn trên sóng nước. Giữa đỉnh vòm là đầu cặp rồng rất là cao, đối xứng nhau qua hòn ngọc, tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời. Mỗi thân rồng có 12 vây, tượng trưng cho 12 tháng mưa thuận gió hòa trong năm. Đây là một trong những công trình kiến trúc văn hóa tiêu biểu cùng với các khu du lịch lịch sử của Bắc Ninh. Khi cầu Kinh Dương Vương được thông xe kỹ thuật đưa vào sử dụng sẽ giúp giảm ùn tắc cho cầu Hồ, kết nối nhiều tuyến quốc lộ như 1, 17, 38, 18, đồng thời tạo thành mạng giao thông khép kín khu vực Bắc Đuống và Nam Đuống của tỉnh Bắc Ninh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực vùng thủ đô. Từ nay tới cuối năm, cầu Kinh Dương Vương sẽ tiếp tục hoàn thiện nốt một số hạng mục như chiếu sáng, vây rồng và cầu. Với mỗi một cái trụ sầm như này, vùng đất cổ ngàn đời, vùng đất trung tâm của châu thổ sông Hồng, cái nôi văn minh của người Việt, nơi huyền thoại và lịch sử, sử tích và hiện thực lưu truyền qua bao thế hệ. Vùng đất Bắc Ninh Kinh Bắc đã để lại những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, mang đậm bản sắc của văn hóa Bắc Ninh Kinh Bắc. Đó là hệ thống đền chùa, miếu mạo, các lễ hội lịch sử và dân gian cùng những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh say đắm lòng người. Anh chưa đến làng quan họ, tròn tình nghe canh hát chào duyên. Anh chưa biết sông sông cầu, ngàn đời vui sông nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ ngồi tựa màn thuyền buông câu hát ơi trời. Anh chưa đổi chiếc nón và hỏi xem đây đã mây hẹn mấy hò, mà sao người quan họ cứ xô nụ cười thầm trong phanh ngón tầm và trong ta áo tư thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở biển giới và kỳ thấy nghe tháo sân ca. Anh thấy yêu phố quan thổ quê ta, có niềm tin mang tình em vô bên vô bờ. Lời thì chung son sắt từng giờ cùng em câu hò hẹn hồi lim quê mình. Anh đã mơ sao mặc dù sao anh vẫn nhớ em nhiều. Anh lắng nghe câu quan họ sớm
dương những cái câu khác thì đều là vùng đất đã xanh. Cùng em câu hò hẹn.